Thời gian gần đây, một loạt các phần tử chống đối chính quyền vi phạm pháp luật đã bị các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý như bỏ tù, bắt tạm giam. Thống kê sơ bộ, chỉ trong vài tháng qua đã có 12 nhà dân chủ bị bắt và xử lý. Trong đó, chỉ trong vòng một tuần lễ vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua, 5 thành viên của Hội Anh em Dân chủ đã bị bắt. 4 trong số 5 người bị bắt với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Gần đây nhất là trường hợp của ông Đào Quang Thực bị Công an Hòa Bình bắt tạm giam cùng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước việc đồng đảng liên tục sổ khám, nhiều nhà dân chủ khác quay cuồng đi tìm nguyên nhân giải thích và họ có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch giải thích. Và đặc biệt bây giờ họ đang ra sức đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 tới đây. Họ muốn đảm bảo rằng hội nghị sẽ diễn ra một cách bình yên và suôn sẻ mà không có bất cứ vụ biểu tình hay kiến nghị gì về nhân quyền. Như vậy, theo ông Phil Robertson, thì lý do chính của việc tăng cường xử lý là để đảm bảo an toàn cho hội nghị APEC, bởi số này là hay lợi dụng mấy sự kiện này để tổ chức biểu tình làm loạn, gây rối an ninh trật tự. Thế thì chính quyền tăng cường bắt giữ số người này là hợp lý quá còn gì? Ai bảo cứ thích gây rối vi phạm pháp luật làm gì? Đồng quan điểm với ông Nguyễn Quang A, tức là trước khi hễ có chuẩn bị đại hội đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn, hoặc dịp Tết, họ cũng tìm mọi cách dẹp những lực lượng mà họ cho là gây mất trật tự. Bây giờ có thể họ cũng nghĩ là những nhà đấu tranh là những người gây rối trật tự mà họ tìm cách chặn bước. Thế đấy, nên bị bắt là phải. Còn nhà dân chủ Nguyễn Thiện Nhân giải thích đó là đàn áp và do sự áp lực quốc tế không đủ mạnh, tức là ý muốn nói rằng hồi này ông chủ Mỹ Donald Trump bỏ bê vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thực ra đây cũng là cách giải thích có lý khi ông Trump từ lúc lên cầm quyền đã cho thấy nước Mỹ còn đầy rẫy các công việc cần xử lý, nhất là nước Mỹ không đủ tư cách để phán xét việc chuyện nhân quyền và tốt nhất là không hơi đâu đi lo bảo vệ mấy ông dân chủ Việt đấu tranh nữa buộc. Rõ ràng có nhiều cách để lý giải vấn đề trên. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều người Việt thì chỉ có một lý do thuyết phục nhất để giải thích. Đó là vì số này phạm pháp luật nên chiếu theo quy định của pháp luật, họ phải bị xử lý bởi pháp luật. Và chắc chắn nếu những nhà dân chủ khác không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục vi phạm thì hẳn con số không chỉ dừng lại ở con số 12.